Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật cảnh Channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyên về dòng chim khủng. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác có một ngày mới thật nhiều niềm vui, làm việc thật là hiệu quả và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác ba em chim khủng bổi lỡ. Ba em này thì tất cả đều đã hót múa cực kỳ mạnh luôn rồi các bác ạ. Và bây giờ thì em Tài sẽ lên video từng con và sẽ báo giá cụ thể để cho tất cả các bác cùng tham khảo. Bác nào mà ứng con nào á thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình cho em Tài nhé. Bây giờ thì em xin mời tất cả các bác cùng theo dõi và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khủng bạc mã, mã số 4331. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng 1 tháng rồi các bác ạ. Và em Tài thấy nó đã hót chơi rất là tốt luôn rồi nhá. Con này này, lúc mà hót thì sẽ có múa cực kỳ mạnh cho tất cả các bác nhà mình luôn đấy. Chim thì ngày xưa thờ nhuột lông sắt nên ở bên mép, ở trên mũi là có bị chày nhá. Cái này các bác về nuôi phải một thời gian thì nó mới hết được. Nhưng mà nuôi thì chắc chắn một thời gian là nó sẽ hết cho tất cả các bác nhà mình nhé. Được cái con này thì hót múa cực kỳ mạnh luôn. Chim thì em Tay đã nuôi được một thời gian rồi cho nên các bác bắt về á thì cũng sẽ rất là dễ chăm và rất là dễ chơi nhé. Chim thì chỉ bị ở trên mũi như vậy thôi. Con này không có tật lỗi gì hết đâu. Chim bồ khá và không có tật lỗi gì hết. Các bác bắt con này về chăm lên thì tương lai nó sẽ hót múa rất là mạnh đấy. Chỉ cần nhìn vào cái video là các bác sẽ biết liền nhé. Đó các bác thấy không ạ? Nó này, đó chắc chắn là tương lai nó sẽ múa cực kỳ tốt đấy. Con này thì em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí là 1,6 triệu để cho tất cả các bác về chăm lông chăm lửa nhé. Cái vết chày đó thì không có nhằm nhò gì đâu, mình chơi một chú chim là chơi lâu dài, chơi cái tương lai nhé. Cái này thì nuôi tầm khoảng một vài tháng là nó sẽ lành lại hết 100% mà không có nhằm nhò gì đâu nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài lên nhé. Chim em Tài bao chuẩn trọng tròn đời cho tất cả các bác luôn đấy. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài lên nhé. Chim rất là tổ chức luôn đấy các bác ạ. Tiếp theo là một em khủng OL mã phớt mang mã số 4332. Con này là chim lai giữa khử mún và bạc mã nhé. Nó sẽ được thừa hưởng cái tố chất của con khử mún và tố chất của con khử bạc mã nữa. Thông thường á, thì cái dòng OL này là cái dòng chơi dữ nhất trong các loài chim khủng đó các bác ạ. Và cái dòng này thì nó cũng có lúc có, cũng có lúc không nhé. Bạn nào mà ứng cái dòng OL, bạn nào mà chơi cái dòng OL rồi á thì sẽ biết được cái con OL nó như thế nào và nó chơi như thế nào nhé. Đa số thì những con OL nó chơi cực kỳ ác luôn. Con này thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi và chim thì em Tài đã thấy nó hót cho rất là tốt luôn rồi nhé. Lúc mà hót này cái đuôi lên múa cực kỳ mạnh luôn. Các bác nhìn cái quả yểm con này như thế nào ạ? Quả yểm đen thui, nhìn bàn to đầm, nhìn cực kỳ đẹp luôn nhé. Đầu mặt thì nhìn dữ tợn cực kỳ luôn, các bác thấy không ạ? Đầu mặt con này nhìn ạc chim thối rồi luôn nhé. Một chú chim cực kỳ ok để cho tất cả các bạn nhà mình về gọt lên chơi, về chăm lông chăm lửa nhé. Con này thì đang vào mùa thay lông cho nên cái lông lá thì sẽ chưa được thật hoàn thiện nhé. Các bạn bắt về chăm thêm cho em Tài nhé. Nói là chăm nhưng không cần phải chăm đâu. Các bạn chỉ cần nuôi là nó từ thay lông, nó từ ra lại hết à. Không có nhằm nhò gì hết đâu các bác ạ. Con này thì em Tài đã nuôi được một thời gian cho nên các bạn bắt về chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh tầm vài hôm nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ liền nhé. Một chú chim lúc mà hót em ta thấy nó múa cực kỳ mạnh luôn đấy. Cái tướng tả con này thì bồ khả này, tướng cao cầu trường chim dài đòn nhưng cực kỳ đẹp luôn. Con này lúc mà chơi lên cái bản đuôi là sẽ có xòe lá vả cho tất cả các bác nữa đấy. Một chú chim nhìn cái tướng kìa, nhìn rất là trường chim nhé, nhìn hai cái chân dài thon nè, nhìn rất là trường chim, rất là đẹp đấy. Bạn nào bắt con này á thì có thể liên hệ em Tài. Bạn nào ứng cái dòng OL thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này là thuộc dòng OL mã phớt rồi, cái mã của nó nhìn trắng trắng, nhìn rất là đẹp nhé. Con này thì em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí là 1,6 triệu nhé. Một dòng chim OL cực kỳ ok, rất là tổ chất đấy. Bác nào bắt thì có thể liên hệ em Tài nhé. Em Tài báo hót múa
cho tất cả các bác nhà mình đấy. Và cuối cùng là một em khựu bạc mã mang mã số 4333. Con này thì hôm qua là em Tài có lên video rồi đấy, và có một bác chốt rất chí là sớm luôn. Xong rồi thì tầm khoảng hơn một tiếng sau á, thì bác đổi ý bác bắt con khác, và tiếp tục là có một bác chốt nữa và cũng như cũ và lại đổi con khác luôn nhá. Hôm qua thì con này cũng có tới ba bốn bác là có hỏi đấy, nhưng mà tại vì lúc đó khách chốt rồi cho nên em Tài đã báo chốt, và sau đó thì có rất là nhiều cuộc điện thoại cho nên em Tài không có nhớ hết được là bác nào nhé. Hôm nay thì bác nào mà xem được lại cái video á thì có thể liên hệ lại với em Tài liền nhé, hoặc là bác nào ứng con này này thì có thể liên hệ với em Tài nhé. Con này thì rất là tổ chất luôn. Chim thì em Tài đã nuôi được tầm khoảng một tháng rồi, và con này thì lúc mà hót á em Tài thấy nó có xòe đuôi và có mụ rất là mạnh cho tất cả các bác nhà mình luôn rồi đấy. Chim thì đã thay lông gần như là hoàn thiện rồi các bác ạ. Nó còn một chút xíu nữa thôi, con này lúc mà chơi lên á thì nó sẽ mụ rất là tốt luôn đấy. Hai tách mã trắng thì to bự phồng lên, nhìn cực kỳ dữ tợn luôn, đầu mặt dữ tợn sắc nét cực kỳ nhé. Con này thì các bác bắt về chỉ cần treo lên chỗ yên tĩnh mấy hôm cho nó quen nhà quen cửa là em nó sẽ nổ lên. Một chú chim lúc hot là sẽ có mụ cực kỳ mạnh luôn đấy các bác ạ. Các bác nhìn vào video là các bác sẽ biết liền đấy. Bác nào nhánh tay này, hôm qua bác nào mà gọi cho em Tài hôm nay thấy được có thể gọi lại liền chốt liền nhé. Con này thì bồ khá và không có tật lỗi gì đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác cái phí của con này là 1.800.000 nhé, 1.800.000 để cho tất cả các bác về gọt lên chơi. Bác nào nhanh tay thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Một chú chim nhìn cực kỳ cân đối, hót múa cực kỳ mạnh đấy. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên được ba con, cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo, số điện thoại trên màn hình giúp em Tài nhé. Số điện thoại là 0974193391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khữu của bên em Tài nhé. Và bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.